Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Cường Hàng Bãi ạ. Thì hôm nay em có lên thêm một số đồ nghề bãi Nhật nữa các bác nhé. Đó, hôm nay thì có rất nhiều đồ nghề các bác này. Đó, cuốc rồi kéo cắt cành, kiểu rất là nhiều các loại kéo các bác nhé, kéo cắt tôn. Đó, rất nhiều loại dao rồi đe thép này. Đó, cờ lê xích và bấm móng tay này các bác. Đó, kìm rồi nhổ đinh đục bê tông. Đó, rìu các bác nhé. Đó. Rồi, em sẽ quay tổng quát cho các bác xem kỹ này. Đó. À, trước khi đi chi tiết vào từng món hàng thì các bác theo dõi video thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Và các bác đừng quên bấm vào chuông thông báo để nhận được thông báo mới khi em lên video các bác nhé. Đó, hôm nay thì em sẽ lên video mã A. Mã số A1 các bác nhé. Mã số đầu tiên hôm nay, A1. Mã số A1 là một cái cây thước này các bác này. Đó, cây thước này thì nó dài 60cm các bác nhé. Đó, còn nguyên trong bọc luôn này các bác. Đó, rất là mới luôn các bác có thể thấy này. Đây, số và vạch rất là rõ nét các bác nhé. Thước dài 60cm, có dấu nội địa Nhật đây. Và cái thước này của hãng Shinwa này. Đó, Shinwa có hình con chim cánh cụt đây các bác. Dài 60cm các bác nhé. Đó, dài 60cm. Đây, mặt bên này thì số đây rất là rõ nét các bác nhé. Đó, số rất là rõ nét. Cây này gần như là một cây thước mới luôn các bác này. Đó, lấy ở bãi thì nó còn nguyên trong bọc đây các bác nhé. Hàng nội địa Nhật này, có dấu nội địa đây nhé. Đó, có dấu nội địa Nhật, dài 60cm. Mã số A1 cây thước này là 200.000. Số A1 là 200 các bác nhé. Đó, A1 là 200.000. Mã số A2. A2 là một cái cây chép các bác này. Đó, con này thì thép rèn thủ công các bác này, lưỡi rất là sắc bén nhá. Đó, bề mặt lưỡi thì còn nguyên lớp sơn mạ luôn. Đây, hai mặt còn nguyên lớp mạ này. Và cán là cán ống thép các bác nhé. Cán ống thép rất là đẹp, không có bị móp méo cong vênh gì cả nhá. Cái này thì tổng chiều dài của cái cây này thì tổng chiều dài cả cán của cây này thì nó khoảng tầm 1m các bác nhé. Đó, tổng chiều dài cả cán 1m. Và chiều dài phần lưỡi của nó là 10,5cm. Chiều rộng lưỡi là được 9,8 các bác nhé. Độ dày lưỡi chép này thì nó dày được 2.5 ni các bác. Đó, dày 2.5 ni. Đây, con này thì các bác làm vườn thì rất là ngon nhé. Đó, thép rèn thủ công rất sắc bén. Mã số A2 là 220.000. A2 là 220. Mã số tiếp theo, mã số A3. A3 một cái cây kéo tỉa hàng rào của hàng ARS các bác nhé. Đó. Đây, con này thì lưỡi kéo thì cũng rất là sắc bén luôn các bác này. Đó, lưỡi rất là sắc bén. Đây, có hiệu ARS này, Made in Japan này. Đó, dòng ARS này thì chất thép nó rất là ngon các bác nhé, rất là sắc bén luôn. Cái này thì có phần cán thì nó bị bong chóc một phần cái lớp xi mạ rồi này. Đây, phần cán nó bị bong chóc một phần lớp xi mạ rồi các bác nhé. Đó, nhưng mà phần lưỡi của nó thì cũng còn sử dụng rất là ngon các bác nhé. Đó, có phần cán thì chóc một ít xi mạ thôi. Cái này thì tổng chiều dài cả cán thì nó khoảng tầm là 60cm các bác nhé. Và chiều dài lưỡi kéo sử dụng thì được là 15cm. Đó. Thường thường thì do để ở bãi nên là cái núm cao su ở hai bên này nó sẽ bị mất rồi các bác. Đó. Nó mất cái núm cao su hai bên rồi. Đó. Cái kéo A3 này là 280.000. A3 là 280. Mã số tiếp theo A4. Mã số A4 là một cái cây kéo tỉa hàng rào các bác nhé. Cái này thì hiệu của nó hiệu con cua này. Đó, có logo hình con cua đóng ở trên con ốc chốt đây các bác. À, cái này thì lưỡi kéo còn zin nguyên các bác nhé, chưa có mài rũa gì cả này. Đó, lưỡi còn zin nguyên, bề mặt lưỡi khá là đẹp này. Và đây cái con ốc chốt của nó hình bông hoa cúc này các bác. Đó, cán còn te mát đây nhá. Chiều dài tổng cả cán của cây này thì nó được khoảng tầm 55cm. Và chiều dài lưỡi kéo sử dụng thì được khoảng 18cm các bác nhé. Đó, mã số A4, cây này là 220.000. A4 là 220 các bác nhé. Đó, hai mặt lưỡi kéo đẹp này. Mã số A4 là 220. Mã số tiếp theo A5. A5 một cái cây cuốc nhỏ các bác nhé. Cái này thì có một đầu cuốc nhỏ và một đầu cào ba răng này. Đó, con này thì người ta có mạ một cái lớp nó kháng rỉ các bác này. Đó, do để bạn nó có mấy cái vết ố ố một xíu thôi. Đó, chứ con này thì nó cũng không có rỉ mấy đâu các bác. Đó, càn gỗ đẹp đấy các bác này. Chiều dài tổng cái phần lưỡi cuốc và cào thì nó được là 22,5cm. Chiều dài phần cán của cây này thì được là 38cm các bác nhé. Đó, con này làm vườn thì rất là tiện, vừa sử dụng cuốc và vừa cào cỏ được các bác nhé. Đó, mã số A5, cây này 200. Đó, mã số A5 200.000. Mã số tiếp theo A6. Mã số A6 một cái cây cuốc chim các bác nhé. Một cây cuốc chim loại lớn, cái này thì cũng còn rất là mới này. Đó, còn nguyên lớp sơn mạ luôn các bác nhé. Đó, lớp sơn mạ xanh của nó còn đây các bác này. Đó. Đây, càn gỗ đẹp đây các bác nhé. Về kích thước thì chiều dài tổng của cái lưỡi này thì nó được là 33cm này. Và chiều dài phần cán của cây này được là 42cm các bác nhé. Đó, cái bàn lưỡi đẹp này.
Đó, một cái cây cuốc chim lớn các bác nhá. A6 cây này là 250.000. A6 250.000. Mã số tiếp theo, mã số A7. Mã số A7 là một cái cây cuốc chim các bác này. Con này thì chưa qua sử dụng các bác nhá. Đó, bề mặt lưỡi thì các bác có thể thấy này, lớp sơn mạ còn nguyên luôn nhá. Rồi, hai mặt lớp sơn mạ đỏ rất là đẹp luôn đây các bác. Đó, phần cán gỗ đây cũng đẹp này. Kích thước thì chiều dài tổng cái lưỡi cuốc chim này nó được là 28 cm các bác này. Đó, và chiều dài phần cán của cây này thì nó được là 48 cm. Đó, cán dài 48 cm. Rồi, cái cuốc chim này rất là đẹp luôn các bác. Mã số A7 cái này 230.000. A7 230. Mã số tiếp theo A8. Mã số A8 là một cái lưỡi cuốc chim lớn các bác nhá. Lưỡi này thì nó là thép rèn thủ công của Nhật này các bác. Đó, bề mặt lưỡi đẹp không bị rỗ để gì nhá. Đây, có chữ Nhật đóng chìm ở trên bề mặt lưỡi cuốc đây các bác. Đó, bề mặt lưỡi rất là đẹp luôn. Chiều dài tổng của cái lưỡi cuốc chim này thì nó dài được là khoảng 38 cm. Chiều dài phần lưỡi cuốc thì được là 17 cm. Chiều rộng lưỡi cuốc khoảng tầm 8 cm các bác nhá. Đó, lưỡi cuốc chim này rất là dày, cứng cáp các bác này. Đó, mã số A8 là 250.000. Lưỡi cuốc chim A8 là 250.000. Đó, mã số A8 250.000. Tiếp theo A9. Mã số A9 là một cái lưỡi cuốc các bác nhá. Đó, một cái lưỡi cuốc. Lưỡi này thì hiệu của nó là hiệu con voi này các bác này. Đó, hiệu voi thì sản xuất đồ nhà nông rất là nổi tiếng của Nhật luôn các bác nhá. Đó, rất là chất lượng luôn. À, bề mặt lưỡi đẹp không có rỗ các bác nhá. Chiều dài lưỡi cuốc thì được khoảng 21,5. Chiều rộng lưỡi của nó thì được là 11,5 cm. Độ dày của lưỡi cuốc này thì trên này nó dày 8 ly các bác này, và xuống dưới này thì nó còn được 3 ly nhá. Đó, phần trên này nó dày 8 ly, dưới này dày 3 ly các bác. Đó, một cái lưỡi cuốc hiệu con voi. Mã số A9 là 250.000. A9 250.000. Mã số tiếp theo, mã số A10. Mã số A10. A10 là một cái cây xẻng đa năng các bác nhá, một cái cây xẻng đa năng. Đây, cây này thì cũng còn khá là mới này, còn lớp sơn mạ này. Đó, con này thì vừa có thể làm xẻng vừa làm cuốc được các bác nhá. Đây, có một cái con ốc vặn đây này. Đó, các bác gập lại thì thành một chiếc cuốc này, và có một đầu nhọn bới đất các bác nhá. Đó, vừa làm xẻng vừa làm cuốc. Kích thước thì chiều dài cả cán của cây này nó được là 41,5 cm này. Chiều dài của lưỡi xẻng thì được là 13 cm. Chiều rộng lưỡi của nó thì được là khoảng chiều rộng lưỡi thì nó khoảng 9 cm các bác nhá. Chiều rộng lưỡi khoảng 9 cm. Cái con này đi du lịch dã ngoại đó, đi phượt mang theo thì sử dụng rất là tiện lợi các bác. Đó, vừa làm xẻng vừa làm cuốc được, đi cắm trại các bác nhá. Đó, không sử dụng các bác có thể gập lại như này, rất là gọn gàng. Tay cầm thì có bọc cao su đây các bác nhá. Đó. Mã số A10, cái xẻng này là 220.000. Mã số tiếp theo A11. A11 là một cái cây kéo cắt tôn lưỡi cong này các bác. Đó, con này thì thép của nó là thép rèn thủ công các bác nhá. Đó, thép rèn rất là cứng cáp luôn các bác. Đó, cái này thì gần như một cây kéo mới này, rất là đẹp luôn, lưỡi zin nguyên các bác nhá. Không có sứt mẻ gì cả nhá. Đó, lưỡi zin nguyên không sứt mẻ gì. Chất thép rèn của Nhật thì nó rất là cứng luôn các bác. Tổng chiều dài của cái cây kéo này được là 27 cm này. Và chiều dài lưỡi kéo sử dụng thì nó dài được là 7,5 các bác nhá. Đó, 7,5. Đó, rất là mới luôn các bác nhá. Hai mặt chữ Nhật luôn nhá. Đó, hai mặt chữ Nhật. Mã số A11, cây này 250.000. A11 là 250.000. Số tiếp theo A12. Mã số A12, một cái cây kéo cắt tôn của hãng Mitsubishi các bác nhá. Đây, hiệu có logo của hãng Mitsubishi này. Đây, chữ đây các bác nhá. Đó. Cây này thì cũng gần như là một cái cây kéo chưa qua sử dụng các bác này. Đó, lưỡi không có bị sứt mẻ gì nhá. Lưỡi rất là đẹp các bác. Lớp sơn mạ của nó cũng còn đây các bác nhá. Đó. Chiều dài tổng của cái cây kéo này được là 33 cm này. Và chiều dài lưỡi kéo sử dụng thì dài được là 8, nó khoảng tầm 8,5 các bác nhá. Chiều dài lưỡi kéo khoảng 8,5 cm. Đó. Một cái cây kéo cắt tôn của hãng Mitsubishi, mã số A12 là 270.000. A12 270. Số tiếp theo A13. A13 là một cái cây kéo hồ lô này các bác, một cây kéo bếp kéo hồ lô. Đây, cây này thì rất là sáng và đẹp luôn này các bác này. Đó, các bác có thể thấy này, rất là sáng và đẹp luôn nhá. Chiều dài của cái cây kéo hồ lô này thì nó được là khoảng tầm 20 cm các bác nhá, dài 20 cm. Đó, đây trên này có chữ đây các bác. Và đặc biệt thì cây kéo này các bác có thể tháo rời lưỡi kéo thành hai mảnh như này nhá. Rất là tiện lợi các bác nhá. Đó. Tháo ra và lắp vào nó rất là tiện luôn. Các bác xoay đi nếu có thể tháo ra và lắp vào này. Lưỡi thì rất là bén các bác nhá. Đó, lưỡi rất là bén.
có miệng kẹp càng cua này. Con này thì các bác sử dụng trong gia đình thì cắt rau, cắt hành rồi cắt ớt rất là ngon các bác nhé. Đó. Mã số A13, cây kéo hồ lô này là 250.000. Mã số tiếp theo A14. A14 là một cái cây kéo cắt gà, cắt vịt này các bác. Đó, một cây kéo cắt gà cắt vịt, đây hiệu có hiệu đấy các bác, Rino Japan này. Đó, cái này thì tổng thể rất là đẹp luôn này. Chiều dài tổng quả cây này thì được là 26 cm. Và chiều dài lưỡi kéo sử dụng thì nó được là 8,5 cm các bác nhé. Đó, 8,5. Đó, con này có chốt gài đầy đủ này các bác. Đó. Lưỡi thì rất là bén các bác nhé. Đó, lưỡi rất là bén, sử dụng cắt gà cắt vịt thì khá là ngon nữa các bác. À, con này thì các bạn có thể tháo rời lưỡi kéo ra được này. Đây các bác bạn thấy con ốc nhỏ này ra nhé. Đó, có thể tháo rời lưỡi kéo ra được luôn nhé, rất là tiện luôn. Đó. Đó, các bác lắp lại thì các bác vặn cái con ốc này lại nhé. Đó, vặn con ốc nhỏ này lại. Đó. Phần cán thì người ta có phủ một cái nước sơn màu bạc đây các bác, rất là đẹp luôn nhé, sáng đẹp. Đó. Cây kéo cắt gà mã số A14 này 250.000. A14 250.000. Số tiếp theo A15. A15 là một cái cây kéo cắt cành đúc này các bác. Một cây kéo cắt cành đúc. Cái con này thì rất là đẹp, không rỗ rỉ gì. Và ốc chốt là ốc đồng các bác nhé, ốc đồng, lò xo ruột gà. Đó, dây chốt gài đầy đủ này. Đây. Và phần lưỡi kéo của nó thì còn đầy đẹp đây các bác nhé, không có bị mẻ nhá. Đó, lưỡi kéo đầy đẹp không mẻ, đây có chữ Nhật đóng ở trên bề mặt lưỡi đây. Chiều dài của cái cây kéo cắt cành này thì nó được 18 các bác nhá. Đó, size 18. Đó, dài 18 cm này. Con này rất là đẹp. Đó, chốt gài các thứ đầy đủ hết các bác nhá. Lưỡi kéo thì còn đầy nguyên luôn. Mã số A15, cây này là 320.000. A15 là 320. Mã số tiếp theo A16. A16 là một cái cây kéo cắt cành đúc. Con này thì hai mặt chữ này các bác này. Đó, chữ trên lưỡi kéo và chữ dưới cán luôn này, rất là đẹp. Lò xo là lò xo chữ V và chốt là chốt đúc các bác nhá. Lò xo chữ V chốt đúc, lưỡi kéo thì còn đầy đẹp đây, sắc bén các bác nhá. Đó, lưỡi kéo đầy đẹp nguyên, rất là bén luôn, không có bị mẻ gì cả. Đó. Con này không bị rỗ rỉ gì nhá. Đó, rất là đẹp luôn này. Con này thì cũng dài 18 cm các bác nhá, size 18. Đó, nó cũng dài 18 cm. Cái kéo A16 này là 320. Đó, A16 này cũng 320.000. Số tiếp theo A17. A17 là một cái cây kéo cắt cành đúc. Đây, con này thì kiểu dáng nó rất là đẹp luôn các bác này. Đó. Mịn màng luôn, không rỗ rỉ gì các bác nhá. Lò xo là lò xo ruột gà và lò xo không có rỉ, dây chốt gài dây da này. Đó, con này thì lưỡi kéo còn zin nguyên các bác nhá, chưa mài rũa gì cả và cũng không có bị mẻ đâu. Đây. Các bác có thể thấy này. Lưỡi kéo còn zin nguyên. Đặc biệt thì cây này thì nó rất là hiếm này các bác này, chữ người ta đóng ở trên con ốc luôn này các bác. Đó, thường thường thì người ta đóng chữ ở trên lưỡi kéo. Mà con này người ta đóng chữ ở trên con ốc này nên là hàng rất là hiếm các bác nhé. Đó. Rất là đẹp luôn đấy các bác. Cây này các bác mua về sử dụng hoặc là sưu tầm cũng được này. Chiều dài cái kéo này là 20 cm các bác nhé. Đó, dài 20 cm. Mã số A17 là 400.000. Đó, mã số A17 là 400. Mã số tiếp theo A18. A18 một cái cây kéo cắt cành. Con này thì nó không có rỉ các bác nhé. Đó, con này thì ngoại hình tổng thể là không rỉ luôn. Đó, cả lưỡi kéo và cán thì đều không rỉ, lò xo không rỉ này. Đây, trên lưỡi kéo thì có đóng chỉnh chữ đây các bác, ta lép teo không rỉ các bác nhé. Lưỡi kéo của nó thì còn zin nguyên này các bác, không có bị mẻ nhá. Đó, chưa mài rũa gì và không có mẻ đâu. Đó, lò xo chữ V chốt gài đầy đủ. Và kiểu dáng của cây này thì dáng là dáng đuôi cong không nhá, rất là đẹp luôn nhá. Đó, đây ốc đồng này các bác. Đó, ốc đồng rất là sáng và đẹp luôn. Chiều dài của cái cây kéo này thì nó được là khoảng 20 các bác nhá, size 20. Đó, mã số A18, cây này 300.000. Mã số A18 là 300. Mã số tiếp theo A19. A19 một cây kéo cắt cành. Cây này thì hiệu là Saboten các bác nhé. Đó, hiệu Saboten Japan này. Đó, rất là đẹp luôn. Và nó có một cái chốt gài ở phần trên này các bác này. Đó, chốt gài trên này nhé. Lưỡi kéo đẹp các bác nhé. Lưỡi chưa mài rũa gì và cũng không có bị mẻ các bác này. Đó, lưỡi cũng còn zin nguyên nhé. Đây, lò xo là ở phần dưới này các bác. Lò xo ruột gà ở phần dưới. Đây, cái chốt gài ở phần trên này. Đó, cái này rất là đẹp. Phần tay cầm thì người ta có bọc cao su ở hai bên này. Đó, bọc cao su hai bên này các bác nhé. Và cán của nó là cán nhựa. Chiều dài của cây kéo này là 20 cm các bác. Đó, dài 20 cm. Một cây kéo cắt cành của hãng Saboten. Mã số A19, cái này 230.000. Mã số tiếp theo A20. Mã số A20, một cái cây kéo bướm các bác nhé.
Đó, một cái cây kèo bướm. Đây con này thì ngoại hình tổng thể thì còn nguyên lớp sơn mạ luôn, rất là đẹp các bác. Đó, có phần lưỡi thì nó hơi rỉ sét một xíu thôi này. Đó. Còn lại lưỡi thì không có mẻ các bác nhá, lưỡi đẹp. Đây, chữ Nhật đóng chìm trên phần cán đây các bác. Chiều dài của cái cây kéo này thì nó được là 20 cm và chiều dài lưỡi sử dụng thì được là 5,5 các bác nhá. Đó, chiều dài lưỡi sử dụng 5,5. Đó, con này khá là mới đấy các bác. Đó, khá là mới luôn. Mã số A20, cái này là 180 các bác nhá. Đó, mã số A20 180. Mã số tiếp theo A21. Mã số A21 là một cái cây kéo tỉa răm của hãng ARS các bác nhá. Đây, cây kéo tỉa răm có hiệu ARS đóng chìm trên con ốc chốt đây các bác này, trên con ốc đây nhá. Đó. Cái này thì khá là mới các bác, còn nguyên lớp sơn mạ luôn. Và lưỡi kéo sáng đẹp đây các bác, lưỡi thì rất là bén nhá. Đó, lưỡi không có bị mẻ nhá các bác nhá, không găm mẻ gì. Đó, rất là bén luôn nhá. Đó. Lò xo rồi dây chốt gài đầy đủ đây. Phần cán thì người ta có bọc cao su đây các bác này, còn liền lạc nhá. Phần cán bọc cao su rất là liền lạc luôn. Chiều dài của cái cây kéo này thì nó được là 19 cm này. Và chiều dài lưỡi kéo để các bác sử dụng thì nó được là khoảng 4,7 các bác nhá. Đó, 4,7 cm. Một cây kéo tỉa răm hiệu ARS. Mã số A21 là 170.000. A21 170. Mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo là A, không có A22 rồi, đến mã số tiếp theo A23 luôn các bác nhá. Đó. Đến mã số A23 là một cái cây dao găm các bác này. Đó, con này thì đây. Bề mặt thì em có vệ sinh nó cũng khá là đẹp rồi. Về các bác có thời gian thì có thể đánh bóng thêm nhá. Đây, hiệu đóng chìm trên phần lưỡi dao đây các bác. Hiệu Checkmark các bác nhá, hiệu Checkmark và lưỡi dao của nó có rãnh này. Đó, cái này thì cán người ta có ốp sừng hai bên các bác nhá. Đó, cán người ta đóng sừng hai bên, sừng này sừng nai hoặc sừng hiêu gì các bác. Đó, phần khâu thì vuốt rất là đẹp luôn. Đó, đây. Đó, rất là đẹp. Cái này các bác mua sưu tầm thì khỏi nói rồi, rất là đẹp nhá. Chiều dài cả cán của cây này thì nó được khoảng 24 cm và chiều dài lưỡi dao sử dụng thì được khoảng tầm 13,5 này. Bản lưỡi của nó rộng là 2,5. Và độ dày lưỡi con này thì dày được 5 ly các nhá. Đó, con này lưỡi dao rất là dày, dày 5 ly. Đó, hàng này hàng sưu tầm. Đó. Dành cho mấy bác thích chơi loại dao của Nhật, dao găm Nhật này. Đó, sưu tầm rất là đẹp. Đó. Cán sừng, mã số A23, cái này 750.000. A23 là 750.000. Mã số tiếp theo A24. A24 cũng một cái cây dao găm của Nhật các bác nhá. Đây, con này thì cũng có hiệu đóng chìm trên phần lưỡi này các bác này. Hiệu của nó là hiệu Avenue của Nhật này. Đó, Avenue Nhật. Dòng sản phẩm NO.7 này. Đó, đây trên này cũng có chữ này các bác này, Sport Canine này. Đó, Sport Canine. Đó, bề mặt lưỡi thì nó hơi nhăm nhăm ni ti một xíu thôi. Đó, về các bác có thể đánh bóng thêm cây này nhá. Phần khâu của nó là khâu đồng các bác. Đó, và phần cán thì cán nó là cán nhựa các bác nhá, người ta ốp nhựa hai bên và nhựa này người ta làm nó sần sùi nên như kiểu da cá sấu các bác này, nó như kiểu da cá sấu, da cóc ấy, cũng khá là đẹp. Chiều dài cả cán của cây này thì nó được là 25,5, chiều dài phần lưỡi sử dụng thì được là 12,5, bản lưỡi thì rộng là 2,8 các bác nhá. À, độ dày lưỡi của con này thì dày được là 4,5 ly. Đó. Cái này thì cũng dành cho mấy bác sưu tầm các bác nhá. Đó, mã số A24 là 700.000. A24 là 700. Mã số tiếp theo A25. Mã số A25 là một cái cây dao gấp các bác nhá. Đó, một cây dao gấp. Con này thì phần cán người ta ốp nhựa ốp gỗ các bác này. Đó, phần cán ốp gỗ hai bên và khâu là khâu đồng. Đây, chữ Nhật đóng chìm trên phần lưỡi dao đây các bác. Đây, nó có một cái vết hơi nhăm nhăm một xíu đây các bác này, vết ố đen đây các bác. Đó. Cái này không rỗ được các bác nhá, nó bị ố đen một xíu thôi. Đó. Còn lại thì cũng khá là sáng và đẹp. Đó. Chiều dài của cái cây dao này thì dài cả cán là được khoảng 19 cm. Chiều dài lưỡi sử dụng của nó thì được là khoảng 6,7 các bác nhá. Bản lưỡi thì rộng là 1,8. Và độ dày lưỡi con này thì dày được 3 ly. Đó, con này dày 3 ly. Và khi không sử dụng thì các bác có thể gập con này lại nhá, cũng rất là gọn gàng luôn này. Đó, mấy bác mà có đi câu, đi du lịch được, nó có thể mang theo. Hoặc là con này có thể sử dụng để gọt trái cây cũng được các bác nhá. Đó, gọt trái cây. Đó. Mã số A25, cái này 170.000. A25 170. Mã số tiếp theo A26. A26 một cái cây dao gấp cán sừng này các bác. Đó, con này cán được ốp sừng hai bên các bác nhá. Sừng này như là sừng nai các bác. Đó, sừng nai ốp sừng hai bên. Và khâu là khâu đồng này. Đó, khâu đồng. Đây, trên lưỡi thì có khắc
thủ công này các bác, để chữ nhật khắc thủ công, đó khá là đẹp. Chiều dài cả cán của cây này thì được là 19,5, chiều dài lưỡi dao sử dụng thì được là khoảng 6,8 này, bả lưỡi rộng là 2 cm. Độ dày lưỡi của con này thì nó được khoảng tầm 3 ly quá nhá, 3 ly. Đó, ở phần đuôi cán đây có một cái quai để các bác có thể móc vào chữ có xe này. Đó, và con này thì không sử dụng nữa, các bác có thể gập lại nhá. Đó, gập lại rất là gọn luôn nhá. Đó, gọn gàng. Mã số A26, cái này 250.000. Đó, một cái dao gấp cán sừng A26 250.000. Mã số tiếp theo A27. A27 một cái cây dao nhỏ đây các bác này. Đó, một cây dao nhỏ. Đây. Con này thì cũng có chữ ở trên, đóng chìm trên phần lưỡi đây các bác này. Đó, chữ đóng chìm trên lưỡi đây nhá. Đó, và nó có hình ngôi nhà đây các bác. Đó, lưỡi thì rất là bén nhá. Đó, cán thì màu xanh đốt trúc rất là đẹp này các bác. Đó, cán màu xanh đốt trúc rất là đẹp. Đó, phần lưỡi của nó có bao da đây các bác. Nó bao da chốt gài rồi quay đeo đầy đủ hết nhá. Đây. Đó. Bao da đẹp các bác nhá. Kích thước thì chiều dài tổng của cây này thì nó được là 15,5 cm các bác nhá. Đó. Chiều dài tổng cái cây này là được 15,5 cm này. Đó, 15,5 cm. Con này thì các bác sử dụng để gọt trái cây cũng được nhá, hoặc là cắt chanh cắt hành gì đấy. Đó. Đó, chốt gài rồi quai đeo các thứ đầy đủ hết. Mã số A27, cái này 170.000. Mã số tiếp theo A28. Đây, mã số A28 là một cái cây dao đề ba nhỏ các bác nhá. Đó, con này thì thép của nó là thép thủ công các bác. Đó. À, và còn rất là mới này. Đó, rất là mới. Đây thì có chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi các bác này, và lớp sơn mạ của nó còn nguyên các bác nhá. Đó, mặt bên này thì lưỡi dao cũng rất là sáng và đẹp luôn. Đó. Thép thủ công. Đó. Cán thì tem mát nó cũng bong tróc rồi này. Đó, cán gỗ khâu nhựa. Con này thì chiều dài cả cán là được 24 cm, chiều dài lưỡi dao sử dụng thì nó được là khoảng 12,3 cm, bản lưỡi thì rộng là 4 cm các bác nhá. À, độ dày lưỡi của con này thì dày được, con này độ dày lưỡi nó là 4 ly các bác nhá. Đó, dày 4 ly. Đây, con này thì các bác sử dụng để làm cá thì rất là ngon nhá. Đó, làm cá, chuyên xài làm cá các bác. Đó, chữ khắc thủ công rất là đẹp. Mã số A28, cái này 180.000. A28 180. Mã số tiếp theo A29 là một cái cây dao đi rừng này các bác này. Đó, cây dao này đi rừng mới chưa xài các bác nhé, còn nguyên tem mát, đây lớp sơn mạ nó cũng còn nguyên này. Đó, con này thì các bác có thể sử dụng xới đất này, đào măng, đó hoặc là sử dụng mang theo đi rừng các bác nhé. Đó, đi rừng đi rẫy, có một cạnh răng cưa này, đó một cạnh răng cưa và một cạnh bằng này. Đó, phần cán gỗ hai chốt rất là chắc chắn nhá. Chiều dài tổng cả cán của cây này thì nó được là 30,5 cm, và chiều dài lưỡi dao sử dụng thì được là 17 cm, bản lưỡi rộng là 4 cm các bác nhá. Mã số A29, cái này 250.000. Mã số A29 250.000. Mã số tiếp theo A30. A30 là một cái cây dao chặt các bác nhá. Đó, một cây dao chặt. Đây, con này thì còn rất là mới này các bác này, còn nguyên lớp sơn mạ đen luôn nhá. Đó, hai mặt thì đều còn lớp sơn mạ. Đây, sống dao đẹp nguyên, chưa có bị cấn giật gì cả nhá. Đó, lưỡi rất là sắc bén luôn các bác. À, cán gỗ đẹp chắc chắn, tem mát của Nhật còn trên cán đây các bác. Chiều dài tổng cả cán của cây này thì nó được là 31 cm, và chiều dài lưỡi dao sử dụng thì được là 16,5, chiều rộng lưỡi là 3,3 các bác nhá. Đó, 3,3. Và độ dày lưỡi của con này thì dày được là 6 ly. Đó, con này khá là dày, dày 6 ly. Con này thì các bác có thể sử dụng để chặt gà chặt vịt cũng được này, hoặc là các bác sử dụng chặt mía chặt dừa nhá. Đó, chặt mía chặt dừa hoặc chặt gà chặt vịt cũng được. Đó, mã số A30, cái này là 320.000. A30 320. Mã số tiếp theo A31, cũng một cái cây dao chặt các bác nhá. Đó, con này lưỡi mài hai mặt. Đó, lưỡi hai mặt, bề mặt lưỡi đẹp này các bác này. Đó. Thép thủ công các bác nhá, lưỡi khá là bén luôn. Đây, phần cán gỗ thì còn tem mát của Nhật đây các bác này. Đó. Chiều dài cả cán của cây này thì được là 28,5 cm, và chiều dài lưỡi dao sử dụng thì được là 15 cm. Bản lưỡi của nó rộng khoảng tầm 3 cm thôi nhé. Và độ dày lưỡi của con này thì dày được 5 ly. Đó, con này dày 5 ly. Đó. Khá là đẹp đấy các bác. Đó, mã số A31, cái này 250.000. A31 là 250.000. Mã số tiếp theo A32. A32 một cái cây dao đi rừng các bác nhá. Con này lưỡi mài một mặt, đó, hai lớp thép này.
và con này thì cũng còn khá là mới đây các bác. Đó, hai mặt thì còn lớp sơn mạ này, mặt sau đây có rãnh tản lực các bác nhé, sống dao đẹp đây nhá. Đó, chữ đóng chìm rất là rõ nét trên bề mặt lưỡi luôn này. Đó, phần cán gỗ thì đẹp chắc chắn đây các bác nhé, tem mác cũng còn trên cán đây. Tổng chiều dài cả cán của cây này thì nó được là 44 cm này, tổng chiều dài cả cán 44 cm, và chiều dài lưỡi dao sử dụng thì được là 13,5, chiều rộng lưỡi của nó thì được là 6,5, và độ dày lưỡi của con này thì dày được con này lưỡi dày 7 ly các bác nhé. Đó, dày 7 ly. Đó, một cái dao đi rừng A32, cái này 380 các bác nhé, A32 380.000. Mã số tiếp theo A33 là một cái cây classic. Cây này thì hiệu Super các bác nhé, một cái cây classic loại nhỏ, hiệu Super này, dòng sản phẩm CT-10 này. Đó, đây, size là 12-135 gì đây, thép thép rèn các bác nhé, được rock forged thép rèn. Cái này thì cũng còn khá là mới các bác, nó gần như mới luôn. Đây, răng lợi các thứ thì chưa bị cấn dập hay là chảy trượt gì các bác nhé. Đó, chiều dài phần cán của cây này thì nó dài được là 15 cm, và phần xích cây này thì nó dài được khoảng tầm phần xích thì dài được là khoảng 45 cm các bác nhé. Đó, cán dài 15 cm và phần xích dài 45 cm. Phần xích thì nó có một hai mắt ở đây, nó do để bãi nó hơi reset này các bác. Đó, nên là nó hơi kẹt về, các bác tra dầu được, các bác gõ là nó ra nhé. Đó, mã số A33, cây này là 180.000, A33 180. Mã số tiếp theo A34. Mã số A34 là một cái cây classic các bác nhé. Đó, cây classic này thì hiệu của nó là hiệu chất cô này các bác. Đó, hiệu chất cô của Nhật này. Đó, cũng còn khá là mới đấy các bác, nó khá là mới, và thép cũng là thép rèn drop forged này. Phần cán cái này thì cũng dài 15 cm các bác nhé, và phần xích của nó thì dài được cái này xích dài được là khoảng 40 cm. Đó, cái này xích dài 40 cm các bác nhé. Đó, xích nó cũng còn khá là mới đây các bác. Đây, răng lợi thì gần như là chưa qua sử dụng nhá, nó bị chóc một ít sơn ở phần răng đây thôi, còn răng chưa bị chảy trượt gì các bác nhé. Đó, chưa có bị chảy trượt gì. Một cây classic A34, cái này cũng 180.000, A34 180. Mã số tiếp theo, mã số A35. Mã số A35 là một cái cục đe thép các bác nhá, một cục đe thép. Đó, cục này thì hiệu của nó là hiệu Eron này. Đó, tem mác hiệu Eron của Nhật các bác nhá, rất là nổi tiếng của Nhật. Đó, cục này thì tổng thể thì do để ở bãi nên là nó cũng bị bong chóc một phần sơn mạ rồi. Đây, có đóng chữ Japan đây các bác này. Đó, đóng chữ Japan. Cục này đe là đe mũi thuyền các bác nhá. Đó, đe có mũi thuyền đây. Phần chân của nó thì có 4 cái lỗ để về các bác có thể bắt vít, bắt đinh, bắt ốc vít vào tấm gỗ hoặc là bắt vào bàn các bác nhé, để các bác sử dụng. Đó, chiều dài của cái mặt đe này thì nó được là chiều dài tổng mặt đe là 13,5 này, và chiều dài mặt đe để các bác sử dụng thì nó được là khoảng tầm 9,3 cm. Đó, khoảng 9,3. Chiều rộng của mặt đe thì được là 4,3 các bác nhé, chiều rộng mặt đe là 4,3, và chiều cao của cái cục đe này thì nó cao được khoảng tầm là 6,5 cm. Đó, cao 6,5, và cục đen này nó nặng khoảng tầm 600g các bác nhé. Đó, nặng 600g, bề mặt thì cũng còn khá là đẹp đây các bác. Đó, một cục đe hiệu Eron Japan. Đó, mã số A35 là 480.000. Mã số A35 là 480. Mã số tiếp theo A36. A36 là một chiếc Eto kẹp bàn các bác nhé, Eto kẹp bàn. Đây, hiệu Engineer này của các bác này. Đó, tem mác hiệu Engineer made in Japan này. Đó, cục chiếc Eto này thì nó đặc biệt là nó có một cái mặt đe này các bác này. Đó, các bác vừa có thể sử dụng kẹp mà có thể sử dụng để gõ được nhá. Đó, cho mấy cái đồ dùng dụng cụ nhỏ nhỏ lên trên này gõ được này. Đó, ốc vặn các thứ thì trơn tru mượt mà các bác nhá. Đây, ốc vặn trơn tru mượt mà. Đó, còn khá là mới đấy các bác. Đó, phần miệng kẹp của cây này thì nó được nó rộng là khoảng rộng là 3,8 các bác nhá. Đó, miệng kẹp rộng là 3,8. Đây, và tổng cái chiều ngang thì được là 5 cm này. Đó, chiều ngang là 5 cm. À, chiếc Eto này thì nặng được nặng 700g các bác nhá. Đó, nặng 700g. Mã số A36 là 250.000. A36 250.000. Mã số tiếp theo A37 là một cái cây đánh vảy cá bằng đồng. Đó. À, cái này phần lưỡi đánh vảy cá bằng đồng của Nhật các bác nhá. Đó, có 4 đường lăng đánh vảy cá này. Cán gỗ đây cũng đẹp chắc chắn đây các bác. Kích thước của cây này thì nó được là 21 cm này, chiều dài cả cán 21 cm, chiều dài phần lưỡi đánh vảy cá của nó thì được là 6 cm, bảng lưỡi rộng là 3,5. Đó, con này thì mấy bác mà có đi tàu đi biển á có thể sử dụng nhá. Đó, nó không có rỉ, đồng thì không có rỉ các bác nhá, nước muối cũng không có rỉ đâu.
đó, nên là nó rất là sạch sẽ luôn đó. Mã số A37 cây đánh vảy cá đồng này là 140.000, A37 140.000. Mã số tiếp theo A38. Mã số A38 là một cái cây rũa gỗ của hãng Shinto các bác nhá. Đó, đây cây rũa gỗ hiệu Shinto của Nhật này các bác. Đó, đây phần răng thì các thứ thì rất là bén này các bác này. Đó, hai mặt răng của nó rất là bén các bác nhá. Đó, đây phần cán còn đẹp này. Chiều dài của cái cây này thì chiều dài cả cán là khoảng 34 cm, và chiều dài phần lưỡi để các bác sử dụng thì nó được khoảng tầm 22 cm. Bản lưỡi thì rộng được là 2,7 các bác nhá. Bản lưỡi rộng 2,7. Đó, một cái cây rũa gỗ các bác nhá. Đó, rũa gỗ Shinto của Nhật. Đó, mã số A38 cái này là 170.000, A38 170. Mã số tiếp theo, mã số A39 là một cái cây bơm mỡ bò này. Đó, cây này thì gần như là một cây mới chưa xài các bác này. Đó, gần như một cây bơm mỡ mới chưa xài. Và hiệu của nó là Yamadazuki này. Yamadazuki. À, nó là hàng nội địa Nhật các bác nhá. Có dấu nội địa đây này. Đó, có dấu nội địa Made in Japan này. Đây, Made in Japan. Đó, rất là mới. Kích thước thì chiều dài tổng của cây bơm mỡ bò này được là 32,5 cm, và chiều dài ống bơm mỡ của nó thì được khoảng 11 cm các bác nhá. Đó, mã số A39, cây này là 220.000, A39 là 220. Mã số tiếp theo A40. Mã số A40 là một cái bộ bấm móng tay các bác nhá. Bộ này thì hàng mới chưa xài các bác, đó, còn nguyên trong hộp luôn này. Em khui ra để giới thiệu các bác thôi. Đây, bộ này thì nó gồm có 3 bấm này các bác này. Đó, trên 3 bấm thì đều có logo hai hình người hết các bác nhá. À, một cái cây bấm móng to này. Đó, một cây vừa này. Đó, một cây vừa và một cây bấm là lưỡi chéo các bác nhá. Một cây bấm của nó là lưỡi chéo. Đó. Bộ 3 bấm trong cái hộp rất là đẹp, có bọc xốp ở bên trong này. À, cái hộp của nó là bằng hộp nhôm đấy các bác. Đó, hộp nhôm đây, giấy tờ tem mác các thứ còn nguyên đây nhá. Đó. Đấy, ở bên ngoài hộp thì có hiệu đây các bác này, Gulin này, có logo hai hình người đây các bác nhá. Đó, logo hai hình người. Bộ này thì các bác có thể mua về để sử dụng hoặc là làm quà đi tặng nhá. Đó, mua về sử dụng hoặc làm quà đi tặng rất là đẹp. Mã số A40 là 230.000, A40 230. Mã số tiếp theo A41. A41 là một cái sợi dây an toàn này các bác này. Đó, sợi dây đai an toàn. Đây. Sợi dây này thì mới nguyên các bác nhá, chưa qua sử dụng còn nguyên trong hộp đây. Đó, chưa xài luôn các bác. Để em khui ra giới thiệu các bác này. Hàng mới nguyên các bác nhá, nguyên trong hộp luôn. Đó, dây rất là đẹp này các bác. Đây, nó có một đầu móc đây các bác nhá. Đây. Đây cái này ấn vào nó mới mở ra được này. Đó, nó có một đầu móc đây các bác này, một đầu móc và một đây, hai đầu móc các bác nhá, hai đầu móc luôn. Đây, và cái chiều dài của cái sợi dây này thì để em đo xem nào. Chiều dài thì nó được khoảng tầm là hơn 1 mét các bác nhá. Nó khoảng 1 mét 1. Đó. Đây, nó có sợi dây thừng đây các bác này. Sợi dây thừng của nó thì khá là to. Sợi dây thừng này thì nó được là... Sợi dây thừng này của nó thì được là 11 ly các bác nhá. Nó khoảng tầm... Đó, dây thừng này em đo nó khoảng 11 ly. Đó, mới chưa xài luôn các bác. Đây, nó có hai đầu móc. Đó, một đầu móc thì các bác móc vào người này. Và một đầu móc cố định vào... ấy đó. Đó, cố định vào một cái vật gì đấy, nó Fuji Denko này. Đó, Fuji Denko. Sợi dây này nó dài khoảng tầm 1m1 các bác nhá. Đó, khoảng hơn 1m. 1m1, 1m2 gì đấy. Đó. Mới chưa qua sử dụng luôn các bác. Đây, còn nguyên hộp luôn các bác, tem mác còn, và hiệu của nó là hiệu Marvel của Nhật này các bác này. Đó, hiệu Marvel của Nhật. Đó, mã số A41. Đó, sợi dây này là 300.000, A41 là 300. Mã số tiếp theo, mã số A42. Mã số A42 là một cái cây kìm kẹp hàn các bác nhá. Đó, một cây kìm kẹp hàn. Cái này thì chất thép của nó là thép rèn thủ công của Nhật này các bác này. Đây, có chữ Nhật đóng chìm trên phần cán này các bác nhá. Và phần lưỡi của nó người ta có rèn là lưỡi cong các bác. Đó, lưỡi cong. Đây, miệng kẹp thì khít này các bác. Đó, miệng kẹp khít đẹp nhá. Lưỡi rèn là lưỡi cong. Tổng chiều dài của cái cây kìm kẹp hàn này thì nó được là khoảng tầm 26 cm các bác nhá. Và phần miệng kẹp của nó thì rộng được là 7,5. Đó, miệng kẹp rộng 7,5. Đó, cây này thì các bác có thể sử dụng để kẹp những cái miếng sắt, miếng thép các bác nhá. Đó, kẹp những cái miếng sắt, miếng thép. Đó, mã số A42, cái này 190.000. A42 là 190. Mã số tiếp theo, mã số A43.
A43 là một cái cây kìm bấm chết này các bác. Đó, cây kìm bấm chết. Đây, cây này có hiệu này các bác này. Đó. Đây, DR vai này, nó có logo hai cái bàn tay đang nắm vào nhau này. Đây. Trên đây cũng có chữ này các bác này. The best quality in USA này. Đó, in USA. Đây, bên này cũng có chữ đây các bác nhá, in USA luôn. Chiều dài cái kìm bấm chết này thì nó được là 22,5 cm. Đó. Đây, chất thép CRV này. Đó, cái này kẹp khá là chắc chắn đấy các bác, răng lợi thì đẹp đấy các bác nhé, chưa bị cấn dập hay là chảy trượt gì cả các bác này. Đó. Đó, lớp xi mạ của nó thì rất là sáng và đẹp luôn đấy các bác nhé. Đó, cái kìm bấm chết mã số A43, cái này 250.000, A43 250.000. Mã số tiếp theo A44 là một cái cây kìm của hãng Fujiya các bác nhé. Đó, cây kìm của hãng Fujiya, đây có logo chữ A giống mũi tên này, dòng sản phẩm NO-1505-1500. Đó. Cái kìm này thì rất là nhiều chức năng này các bác này. Đó, vừa làm kìm vừa có đầu búa này các bác. Đây. Đó, răng lợi thì còn đẹp đấy các bác nhá. Đó, răng lợi đẹp này. Và phần lưỡi cắt dây điện cắt kẽm của nó còn khít đẹp đấy các bác nhá, không có bị mẻ nhá. Đó, lưỡi cắt không mẻ đâu các bác. Đây, có một đầu búa thì cũng có rãnh để chống trơn trượt đây này. Đó, một đầu búa nhỏ. Đặc biệt là phần đuôi của nó còn có đầu nhổ đinh nữa này các bác. Đó, đầu nhổ đinh. Nó một bên đầu dẹp, một bên đầu nhổ đinh các bác. Đây, hiệu trên cán thì các bác Fujiya Japan này, đó Fujiya Japan. Đó. Cây kìm nhìn rất là nhiều chức năng luôn các bác nhé. Chiều dài của cây kìm này thì nó được khoảng tầm 21 cm các bác nhé. Dài 21 cm, hiệu Fujiya, mã số A44, cái này 250.000. A44 là 250.000. Mã số tiếp theo A45 là một cái cây kìm đa năng. Đó, cái này thì mới chưa xài các bác nhá. Đó, mới chưa xài. Đây, răng lợi thì cũng đẹp nguyên này các bác, chưa bị chảy trượt gì cả nhá. Đó. Cây này thì các bác có thể sử dụng để bấm cốt này, đó, nó có lỗ bấm cốt đây. À, có bốn cái lỗ ở giữa này thì không biết để làm gì nữa đây các bác. Đó, nó có bốn lỗ này, 2.5, 3.5, 3 và 4 này. Đó, chất thép CRV đây các bác nhá. Có 5 lỗ để tuốt dây điện các bác nhá, 5 lỗ tuốt dây điện. Đó. Cán các thứ thì mới tinh luôn nhá. Chiều dài cây kìm này thì nó được là 20 cm các bác. Mã số A45, cây này là 200.000. Mã số tiếp theo A46 là một cái cây kìm mỏ quạ này. Đó, một cây kìm mỏ quạ, cái này hiệu Sanki các bác nhé. Đó, hiệu mới chưa xài các bác, còn nguyên trong bọc đây. Hiệu Sanki, dòng sản phẩm WP250mm này. Đó, nó dài 25 cm các bác nhé. Dài 25 cm. Đây, mới chưa xài luôn các bác, răng lợi đẹp nguyên nhé. Đó, mới chưa xài luôn. Rất là đẹp, dài 25 cm các bác nhé. Đó, dài 25 cm, hàng còn nguyên bọc đây. Đó, cây kìm mỏ quạ mã số A46, cái này 160.000. A46 160. Mã số tiếp theo A47 là một cái cây thước thủy các bác nhé. Một cây thước thủy, cây này chất liệu của nó thì là làm bằng thép rèn của Nhật các bác này. Đó, thép rèn của Nhật, khá là mới các bác. Đây, có hiệu ở trên đầu đấy các bác, KOD của Nhật các bác nhé, KOD. Và nó có hai ống cân nước này. Đây, một ống cân chiều ngang đây các bác nhé. Đó, vạch nước của nó thì rất là chính xác luôn các bác. Đó, và một ống cân chiều dọc đây các bác. Đó, một ống cân chiều ngang và một ống cân chiều dọc. Đó, các bác có thể thấy này. Đó, cái vạch mực, vạch nước của nó rất là chính xác nhá. Đó, thước thì rất là đẹp luôn các bác. Sử dụng thước bằng thép thì nó rất là bền đấy các bác, không có sợ bị cong vênh móp méo gì cả. Chiều dài cây thước này thì nó được là 23 cm các bác nhá, 23 cm. Đó, mã số A47 là 180.000. Đó, mã số A47 là 180. Mã số tiếp theo A48. A48 một cái cây xà beng nhổ đinh các bác này. Cái này thì nó là thép không rỉ các bác nhá, thép không rỉ. Đây, tem mác còn nguyên trên cán đây các bác. Đó, made in Japan này, đó made in Japan. Đây, nó có một đầu chữ V nhổ đinh đây các bác này. Đây. Đầu chữ V nhổ đinh này đẹp đấy các bác nhá, không có bị sứt mẻ gì, gần như là chưa xài luôn các bác nhá, gần như chưa xài. Và có một đầu dẹp đây để các bác sử dụng để bẩy nệ này. Đó, thép không rỉ. Cây nhổ đinh này thì nó dài 45 cm các bác này. Đó, đây có thông số đây, 450mm, dài 45 cm các bác. Đó, mã số A48, cái này 220.000. A48 220. Mã số tiếp theo A49 là một cái cây xà beng nhổ đinh loại lớn này các bác. Đó. Cây này thì nó cũng là thép không rỉ và chất thép của cây này là thép đúc các bác nhá. Đó, thép đúc thì nó rất là bền luôn các bác này. Đây, nó có hiệu đây các bác, Mokuba made in Japan này, Mokuba made in Japan. Và nó có một đầu chữ V nhổ đinh đây các bác. Đầu chữ V nhổ đinh thì cũng không có bị mẻ nhá, không sứt mẻ gì, cái này gần như là chưa xài luôn. Đó, gần như một cái cây mới chưa xài đây các bác này. Đó, nó bị chóc một ít xi ở chỗ xíu chỗ này thôi. Đó.
Đó, chất thép thì không rỉ các bác, và thép của nó là thép đúc các bác nhé. Nó thép đúc nó rất là dày luôn, các bác có thể thấy này. Đó, cây này rất là dày dặn và cứng cáp luôn nhá. Đây. Đây và các bác có thể thấy trên phần đầu nhổ đinh của nó đây nhá. Phần đầu nhổ đinh này, đó, rất là dày luôn đấy các bác. Cây này xài thì rất là ngon và bền luôn. Chiều dài của cái cây xà beng này thì nó được là chiều dài cây xà beng này thì nó khoảng tầm là được nó được 60 cm các bác này, nó vừa một cây thước luôn. Dài 60 cm các bác nhá. Đó, thép đúc rất là bền, cứng cáp, rất là nặng luôn nhá. Mã số A49, cây này 350.000. Mã số A49 350.000. Mã số tiếp theo A50 là một cái cây đục bê tông, là một cây đục bê tông đây, hiệu Mokuba các bác nhá. Đó, Mokuba Made in Japan. Cây này thì còn rất là mới luôn các bác có thể thấy này. Lớp sơn mạ còn nguyên luôn nhá. Đó, lưỡi đục đẹp không có bị mẻ các bác nhá. Đây và phần đầu đóng của nó cũng đẹp này. Đó, đầu đóng đẹp đây. Phần tay cầm có bọc cao su đây, cũng không có chảy xước rách lưới gì, rất là đẹp. Chiều dài của cái cây đục bê tông này thì nó được là 22,5 cm, và phần lưỡi sử dụng của nó thì được là 4 cm các bác nhá. Đó. Cái phần về phần lưỡi đục này thì độ dày lưỡi thì nó khoảng tầm là 5 ly. Đó, 5 ly. Lưỡi đục đây nó cũng khá là dày này các bác này. Nó khá là dày. Hiệu Mokuba Made in Japan, mã số A50 là 150.000. A50 150.000. Mã số tiếp theo A51, một cái cây đục bê tông. Cây này thì mới chưa xài các bác nhá. Cây này chưa qua sử dụng này. Còn nguyên tem mác của Nhật đây. Đây, bên này thì có đóng hiệu đấy các bác, Mokuba Japan này. Đó, Mokuba Japan. Phần lưỡi đục thì không có bị mẻ các bác nhá. Đó, lưỡi đục không mẻ, rất là đẹp luôn. Đó, lớp sơn mạ của nó, cây này rất là mới chưa xài các bác. Đây, phần đầu đóng này cũng chưa có đóng này. Chiều dài của cái cây đục bê tông này thì nó được là 18 cm, và phần lưỡi sử dụng của nó thì rộng được là 7,5 các bác nhá. Đó, lưỡi sử dụng 7,5. Mã số A51, cây này 180.000. A51 là 180. Mã số tiếp theo A52. A52 một cái cây đục loại lớn này các bác này. Đó, cây đục loại lớn loại dài này. Cái này thì hiệu cũng là Mokuba các bác nhá. Đó, hiệu Mokuba của Nhật này. Đó, hàng thì người ta có xài lướt rồi các bác. Đó, hàng xài lướt rồi. Nhưng mà phần lưỡi đục thì rất là đẹp. Đây, phần lưỡi của nó người ta có rèn là lưỡi cong các bác nhá. Đó, rèn là lưỡi cong. Đây. Một cây đục lớn đục dài này. Đó, phần đầu đóng người ta cũng có sử dụng rồi này các bác. Phần tay cầm thì còn đẹp đây. Chiều dài của cái cây đục này thì chiều dài tổng thể thì nó khoảng tầm 58,5 cm các bác nhá. Nó khoảng 58,5 cm. Đó, cái này thì các bác có thể sử dụng để đục hoặc là có thể để bẩy nậy cũng được nhá. Đó, các bác bẩy nậy cái gì thì bẩy này. Đó, mã số A52, cái này 250.000. A52 là 250.000. Mã số tiếp theo A53 là một cái lưỡi điều bổ này các bác. Đó, lưỡi này hàng rèn thủ công 3 lớp thép của Nhật các bác nhá. Đó, hàng rèn thủ công 3 lớp thép của Nhật. Bề mặt lưỡi thì đẹp này các bác, láng mịn luôn. Đây, chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi đi các bác. Đây, bên này có khắc 4 tia này. Đó, bên này 4 tia, hai mặt thì rất là đẹp luôn các bác, láng mịn luôn nhá. Lưỡi thì rất là bén nha các bác. Đó, lưỡi rất là sắc bén. Đây. Phần đầu đóng của nó đây. Về kích thước thì chiều dài tổng cái lưỡi này thì nó được là khoảng tầm 22,8 cm. Đó. Và chiều rộng lưỡi của nó thì được là 7,5 cm các bác nhá. Độ dày thì khoảng 3 cm, và cân nặng của cái lưỡi này thì được 1,4 kg các bác nhá. Nó cân nặng là 1,4 kg. Mã số A53 là 420. Đó, các bác mua lưỡi này sưu tầm được này. Đó, A53 là 420 các bác nhá. Mã số tiếp theo A54 nó một cái lưỡi điều bổ, cũng chất thép rèn 3 lớp thép của Nhật các bác nhá. Đó, chất thép rèn 3 lớp thép của Nhật. Đây, chữ khắc thủ công rất là nhiều trên bề mặt lưỡi này. Của làng nghề Tosa các bác nhá. Đó, chữ khắc thủ công. Đó, rất là đẹp luôn này các bác. Đó. Đó, đẹp các bác nhá. Chiều dài thì về kích thước thì chiều dài lưỡi này thì nó được là 21,5 này. Chiều rộng lưỡi của nó thì được là khoảng tầm 9,5. Và độ dày lưỡi của nó thì được là khoảng 3,5 các bác này. Lưỡi này khá là dày, dày 3,5 cm. Cân nặng của lưỡi này thì được cũng 1,4 kg các bác nhá. Nó cũng nặng là 1,4 kg. Mã số A54 là 450.000. Mã số A54 450.000. Mã số tiếp theo. Mã số A55. Mã số A55 là một cái đầu búa này các bác này. Đó, một cái đầu búa. Cái này thì dáng rất là độc lạ luôn các bác. Đó, chất thép thì thép rèn của Nhật. À, phần đầu búa thì nó lồi ở giữa này và nó sẽ cong về các góc cạnh đấy các bác nhá. Đó, đầu búa đẹp không bị cấn dập gì. Đó. Hai phần đầu búa thì nó sẽ lồi ở giữa đây và nó cong, nó sẽ vuốt cong về các góc cạnh của nó đây. Đó, đầu búa đẹp đấy các bác. Đó,
chất thép rèn thủ công của Nhật rất là cứng nhá. Đây, và cái lỗ trên cán của nó thì nó chỉ nhỏ xíu như này thôi các bác này, đó. Đầu búa này các bác mua về sưu tập được nhá. Chiều dài của nó thì được khoảng 20 cm các bác. Và cân nặng của đầu búa này thì được 1,5 kg các bác nhá. Đó, nặng 1,5 kg. Mã số A55 là 200.000, A55 là 200. Số tiếp theo A56. A56 là một cái lưỡi dao đi rừng các bác nhá. Đó, một cái lưỡi dao đi rừng. Đây, lưỡi này thì mài hai mặt, đó, hàng rèn thủ công này, đây, chữ khắc trên bề mặt lưỡi này. Đó, lưỡi thì rất là sắc bén các bác nhé, và lưỡi có một cái mỏ để chống chân trượt đây các bác. Nó có một cái mỏ ở đầu đây. Đó, một lưỡi dao đi rừng, và kích thước thì chiều dài của lưỡi sử dụng của nó thì được là 12, nó khoảng tầm là 12,3 cm các bác nhé. Chiều rộng lưỡi của nó thì được là 5,5. Độ dày của lưỡi dao này thì được là 7 ly các bác nhé. Đó, dài khoảng 7 ly. Mã số A56 là 180.000. Mã số A56 là 180. Tiếp theo đến mã số A57. A57 là một cái cây búa này các bác này. Đó, cây búa, cây này thì cũng rất là đẹp luôn, cán còn đẹp đây các bác nhá. Đó, nó có một đầu đóng là đầu vuông đấy các bác, nó cũng không có bị cấn dập gì, một đầu đóng đầu vuông, và một đầu là lưỡi rìu các bác nhá, một đầu lưỡi rìu. Bên này có khắc 3 tia, bên này khắc 4 tia này. Nó chất thép thì cũng là thép rèn rất là cứng căng. Chiều dài phần đầu búa của nó thì được là 12,5 cm, và đường kính đầu đóng là được nó khoảng 2,3 các bác nhá. Và chiều dài phần cán của cây này thì được là 32 cm, nó khoảng 32 cm. Cân nặng cây búa này thì được 600g các bác nhá, 600g. Đó, một đầu đóng và một đầu lưỡi rìu. A57 là 220. Tiếp theo A58, một cái cây búa các bác này. Đó, cây này thì dáng nhìn cũng khá là độc lạ các bác. Đó, nó có một đầu đóng đầu vuông đây các bác này, khá đẹp đây các bác nhá. Đó, khá đẹp, chất thép cũng là thép rèn. Và nó có một cái đầu kiểu như này thì em cũng không biết để làm gì đây. Không biết đầu này để uốn kẽm, uốn sắt, uốn kẽm gì, hay là nó thiết kế kiểu này thì không biết để làm gì nữa. Đó, dáng rất là độc lạ quá nhá. Phần cán người ta có đóng chốt ở hai bên luôn này các bác này. Đó, chốt hai bên và bắt đinh vít xuống phần cán này nên là rất là chắc chắn. Chiều dài tổng cây búa này thì được là 27 cm này. Chiều dài phần đầu búa của nó khoảng tầm 8 cm, và đường kính đầu đóng là khoảng 3 cm các bác nhá. Cái búa này thì cân nặng được 500g các bác nhé, nặng 500g. Cái này các bác có thể mua về để sưu tầm nhé. Đó, mã số A58 250.000. Mã số tiếp theo A59. A59 là một cái cây búa chạm hình rồng, một bên hình rồng, bên hình hổ các bác này. Đó, một bên là hình rồng và một bên đây, bên này hình rồng, bên này hình hổ, rất là đẹp đây các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, đầu búa đẹp các bác nhé, láng o luôn này, không có bị cấn giật gì. Con này thì hàng là hàng sưu tầm các bác nhé, hàng sưu tầm. Chiều dài phần cán thì được là khoảng 30 cm, chiều dài phần đầu búa thì khoảng 9 cm, và đường kính đầu đóng của nó thì được khoảng 2,5. Cân nặng cái búa này là khoảng 400g các bác nhá, nặng khoảng 400g. Đó, một bên chạm rồng và một bên chạm hổ. Đó, mã số A59, cái này 480.000. Mã số tiếp theo A60 là một cái cây búa bi hiệu KTC các bác nhá. Đó, hiệu KTC này, PH45-323. Đó, cái này thì đầu búa là thép rèn các bác nhé, rất là cứng luôn. Đây, đầu búa đẹp láng o này, không bị cấn dập gì. Đầu bi đây cũng đẹp đấy các bác nhé. Và phần cán của cái này là cán ống thép này các bác. Tay cầm thì có bọc cao su đây, không bị chảy xước rách rưới gì cả nhé. Đó, đuôi cán có chữ Japan này. Đó, cái búa bi này thì cân nặng của nó được cân nặng nó khoảng tầm 750g các bác nhé. Đó, nặng 750g. A60 250.000. Mã số tiếp theo A61. A61 một cái cây búa hiệu Yamaguchi các bác nhá. Đó, cái này nó có hai đầu tròn này các bác này. Nó cái này thì chưa qua sử dụng các bác. Nó đầu đẹp nguyên, có hai đầu đóng là hai đầu tròn. Đó, đây tem mác hiệu Yamaguchi còn trên đầu búa này. Và cán cũng là cán ống thép đây các bác nhá, còn nguyên tem mác của Nhật đây nhá. Đó, cán ống thép. Đây, trên phần cán của nó cũng có hiệu này, Yamaguchi này. Đó, Yamaguchi Japan này. Đuôi cán thì người ta có thiết kế một cái sợi dây cáp đây các bác này. Đó, các bác không sử dụng có thể treo lên tường cho nó gọn gàng các bác nhé. Đây, hiệu Yamaguchi có logo hình vương miện đây. Đó. Cái búa này thì nó nặng được nặng là 900g các bác nhé, nặng 900g. Đó, tay cầm bọc cao su, cán ống thép thì sử dụng nó rất là bền nhé. A61 là 250.000. Mã số tiếp theo A62. A62 là một cái cây búa rìu bổ đây các bác nhé, cây búa rìu bổ. Đó, bề mặt lưỡi thì láng o luôn này, rất là đẹp các bác nhé. Và lưỡi cái này thì còn zin nguyên,
chưa có mài rũa gì cả các bác nhé. Đó, lưỡi zin nguyên không có bị mẻ này. Trên phần lưỡi thì người ta có thiết kế một đây, người ta thiết kế một cái hình chữ V để các bác có thể sử dụng nhổ đinh được nhá. Đó, sử dụng nhổ đinh cũng được. Đây, đầu búa thì láng o chưa bị cấn dập gì cả. Chiều dài tổng với cây búa rìu này được là 33 cm, chiều dài lưỡi của nó thì được là 12 cm, chiều rộng lưỡi là 7,5 các bác nhá. Đó, phần cán là cán ống thép này. Đó, cán ống thép rất là đẹp, tay cầm bọc cao su đây nhá. Cân nặng cái này thì được 800g các bác nhá, nặng 800g, A62, cái này 300.000. Mã số tiếp theo A63. Mã số A63 là một cái cây rìu chặt các bác nhá, một cây rìu chặt. Đó, con này thì chất thép cũng là thép rèn của Nhật này. Đó, hai bề mặt đẹp đây các bác nhá, bên này có 3 tia và bên này 4 tia này. Đó, lưỡi thì khá là sắc bén luôn. Đó. Phần cán thì cũng còn đẹp đấy các bác. Chiều dài phần cán thì được 35 cm, chiều dài lưỡi rìu thì được là 12 cm. Chiều rộng lưỡi của nó thì được là khoảng tầm 6,5 các bác nhá, 6,5. Cân nặng cây này thì được 800g các bác, nặng 800g. Con này đi rừng đi rẫy có thể sử dụng chặt cây rất là ngon nhá. A63 cái này 270.000. Mã số tiếp theo A64. A64 là một cái cây dao chặt các bác này, con này lưỡi mài hai mặt, ba lớp thép nhá. Đó, còn khá là mới, lớp sơn mạ của nó còn đấy các bác, sống dao đẹp này, chưa bị dập nhá. Đó, có chữ Nhật đóng chìm trên phần bề mặt lưỡi đây các bác nhá. Đó, cán gỗ còn đẹp chắc chắn đây. Chiều dài cả cán của cây này thì nó được khoảng tầm 40,5 cm. Đó, chiều dài cả cán 40,5, chiều dài lưỡi sử dụng thì được là 13,3, chiều rộng lưỡi của nó thì được là 7,3 các bác nhá. Và độ dày lưỡi của cây này thì dày được 7 ly các bác nhá. Đó, lưỡi khá là dày, dày 7 ly. Con này thì các bác có thể sử dụng để chặt cây hoặc là chặt xương cũng được các bác nhá. Đó, chặt cây chặt xương cũng được. Đó. A64 là 450.000. Mã số tiếp theo A64.